Mức lương cao nhất, thấp nhất của quân nhân chuyên nghiệp hiện nay là bao nhiêu? Theo quy định tại Điều 3, Thông tư 07/2024 Thông tư Bộ Nội vụ thì tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp được tính như sau: lương bằng hệ số lương nhân mức lương cơ sở. Căn cứ theo Điều 3, Nghị định 73/2024 Nghị định Chính phủ quy định mức lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng. Tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp được xác định dựa vào hệ số lương quy định tại bảng 7, ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 Nghị định Chính phủ. Theo đó có thể thấy, quân nhân chuyên nghiệp có mức lương cao nhất là 18.018.000 đồng của quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1, bậc 12, hệ số lương 7,7, thấp nhất là 6.903.000 đồng đối với quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp nhóm 2, bậc 1, hệ số lương 2,95.